Các bạn có thể theo dõi cái video này để test cái tinh dầu quế của bên mình. Thì đây là cái tinh dầu quế mình lấy từ cái chai 1 lít của bên mình ra. Màu cánh gián đấy ạ, màu vàng cánh gián đấy ạ. Đấy, đấy, các giọt tinh dầu quế này. Tinh dầu quế của bên mình là thương hiệu S-Line ạ. Hiệu S-Line đấy, mọi người có thể theo dõi. Thương hiệu S-Line. Thơm quá, rất là thơm. Mình sẽ nhỏ vài vật giọt tinh dầu quế vào trong đây cho mọi người xem đây ạ. Đấy, tất cả đều chìm nhá. Tất cả đều chìm này. Đây ạ. Tất cả đều chìm. Các bạn nhìn được không ạ? Tất cả đều chìm. Đấy, chìm. Video này của bên mình test thì 100% quế bên mình đều chìm nhá. Không có một giọt nào nổi. Chìm hết ạ. Các bạn muốn mua tinh dầu quế nguyên chất ấy thì hãy chọn đúng cái thương hiệu của bên mình để mua. Bên mình bán hàng toàn quốc nhé. Ship toàn quốc. Cam kết đổi trả nếu như mà các bạn cảm thấy là cái sản phẩm này không đúng như quảng cáo. Đấy.